Xin chào các bạn, mình là Ngọc Đức, phần mềm của JVI Music. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cây PRS SE Custom 24. Đây là một cái bảng đặc biệt với neck làm bằng gỗ Rosewood Maple. Cái bảng cây này thì do Hàn Quốc sản xuất, cây này rất là tốt và đặc biệt là cái bảng này là một bản limited, bản này có số lượng rất là ít. Đây là màu chocolate rất là đẹp. Và đặc biệt của cây này nữa là nó có tách coil rất là hay, và tiếng siêu leng keng luôn. Và bây giờ mình sẽ demo cho các bạn thử xem là cây này nó sẽ như thế nào với loa Marshall GCM 2000 Luan Super Deep. Đây là piano neck. Medium. Đây là tay coi.